Xin lỗi các bạn nha, nãy mình hết pin các bạn ha. Đây, tiếp các bạn nha, mình đã tìm ra được cái lỗi rồi, do nãy mình xem không kỹ các bạn ha. Bây giờ mình sẽ khởi động vô Win Mini, mình chỉnh lại một số cái tùy chỉnh bút. Nhưng mà khi mà mình chỉnh là ok, đúng hết rồi, bút chuẩn rồi, nhưng mà vô Win mà nó lỗi nữa là do cái xung đột driver của cái bản Win này các bạn ha. Cái bản Win này là lúc trước mình backup từ máy Dell, nhưng mà bây giờ mình bung nó qua cái MacBook thì hên xui, có thể là chạy được một thời gian, hoặc là có thể là lỗi ngay tức thì cũng không chừng, cái này không biết trước các bạn ha. Mình sẽ bút lại cái bản của Chalet nè, cái bản của nghe nè các bạn ha, mà đã chuyển ngữ sang tiếng tiếng Anh. À, mình dừng cái phần khởi động của bạn ha. Rồi mình sẽ dùng cái bút ai các bạn ha, mình dùng bút ai mình kiểm tra cho các bạn xem thử tại sao mà nó báo lỗi khi khởi động vô Win ha. Hồi nãy là mình chỉ vui MBR mà mình quên mở lại bút ai mình xem các bạn nha. Đây, các bạn xem thử nha. Đấy, mình chọn cái ổ cứng rồi nè. Ở đây cái phần dùng khởi động Win là nó không có nè các bạn nha. Ở đây mình phải nạp lại ha. Đó, các bạn mặc dù chúng ta bung cái hệ điều hành ra mà cái phần dùng hệ điều hành trước đó nó khởi động chuẩn rồi, nhưng mà khi mà bung qua cái ổ cứng mới á, là chúng ta hoàn toàn là chúng ta phải nạp lại. Đấy, chỉ là cái dòng đầu tiên thôi ha. Cái này là ok chuẩn đúng các bạn ha. Cái phần đầu tiên này nè, nó không có xác định được cái phần dùng win nên nó không có bút vô được các bạn nha. Còn ngoài ra là chuẩn hết rồi các bạn ha. Các bạn để ý ha, cái này là NTFX các bạn nha. NTFX. Trước đây hình như mình đoán nhầm là mình cái này là phần dùng win của một cái ổ C là phần dùng win thôi, còn cái ổ này là mình tạo thêm để mình boot này kia các bạn. Rồi nếu mà đúng chuẩn thì cái này là phải phát 32 các bạn ha. Còn cái này là nó là TFX. Bây giờ mình cắm máy qua, mình khởi động qua MacBook rồi ha. Rồi mình gắn ổ cứng qua MacBook rồi các bạn ha. Bây giờ mình khởi động lên ha. Giờ mình cấp nguồn cho nó nè. Rồi bây giờ mình sẽ gắn nguồn khởi động. Nếu mà khởi động vô được là thành công, nhưng mà cái khả năng mà load được driver hoặc là có xung đột hay không mình không biết các bạn nha. Hôm nay mình không dám chắc nha. À, nó repair nữa rồi. Wow, repair nữa là lỗi rồi. Rồi, lỗi rồi các bạn ơi. Giờ mình khởi động lại các bạn ha. Quá hài đi. Giờ mình khởi động lại, mình vô mini rồi mình cài tiếp các bạn nha. Thì video trước mình chia sẻ với các bạn là cài Win 7 rồi ha. Bây giờ mình sẽ không cài Win 7 nữa, mình sẽ gót các bạn ha. Mình sẽ gót với cái bài gót WinXP có sẵn. Mình cũng thử coi, và mình đoán là khả năng là MacBook nó sẽ chạy được cái bản WinXP, do cấu hình này nó cũng khá là lâu rồi các bạn ha. Bây giờ mình đây là cái file Win 7 lúc trước mình cài nè. Đây, Win cái này bản của thầy mình sẽ bung bản này mà của thầy mình bung cũng nhiều rồi. Mình thử bung bản này các bạn ha. Mình cũng chưa biết là bản này nó như thế nào nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chạy. Trước khi chạy thì mình sẽ format lại, có nên format không ta? Format kho kho mình không không nhất thiết phải format đâu mà ha, tại vì cái file gót thì nó không có đòi hỏi cái phần đó. Đây, bây giờ mình sẽ gót trực tiếp luôn các bạn nha. Gót thì là tương đối nó ổn hơn, nó dễ hơn những cái công cụ khác. Với lại hồi trước giờ các bạn chắc cũng cũng đã từng gót rồi nên nó cũng không khó các bạn ha. Rồi gót đây. Đây mình chạy gót bản mới nhất. Đây, gót bản mới nhất đây các bạn ha, 12 chấm rồi.
Đây, gót đít này là gót toàn bộ ổ các bạn nha. Nên nếu chúng ta hồi xưa mình không biết cái lần đầu tiên mình gót đó mà mình coi trên mạng đó rồi mấy cái bài viết đó mình không biết mình vô đây mình gót cái nguyên cái máy của bạn mình đó nó dữ liệu nó gom lại thành một ổ win luôn rồi coi như xong. Nó chửi mình quá trời chửi. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cái file gót đó bạn ha. Ây da, cái này lít một cái là nó lít coi như là lít đôi luôn các bạn ha. À, mình vẫn bấm được chữ cái các bạn nha, vẫn ấn được chữ cái á. Rồi bây giờ mình open các bạn ha, rồi nó ngay file rồi nè, ngay đúng cái tên các bạn nha. Rồi open rồi Rimary, này là cái phần dùng mà của người ta đã chụp gót lại rồi. Cái đây là chúng ta chọn đúng cái phần dùng đây các bạn ha, 160 GB là còn 152 GB nè, 152.000 mb nè. Đấy mấy cái này là cái ổ của mình thôi, cho nên mình chọn đúng cái ổ cứng mới các bạn ha, đúng cái dung lượng là tính theo megabyte. Rồi bây giờ chúng ta chụp vô phần dùng nào, bây giờ mình chụp vô cái phần dùng OC này các bạn ha, cái ổ này ở trên này nó không cho chụp nè, chúng ta chụp được OC. OC này là cũng có cái phần dùng Rimary và NTFX là 60 mấy ngàn mb đây. Rồi đúng là cái ổ thứ hai rồi các bạn ha. Rồi giờ mình bung ra thôi. Rồi bây giờ chúng ta đợi cho quá trình nó dậy xong rồi là chúng ta khởi động lại rồi chúng ta gắn cổ cứng qua mắt bút đó mà các bạn nha. À, các bạn xem thử coi tốc độ nó bao nhiêu ha, bit này. À, bit do là cái cấu hình máy này nó hơi yếu các bạn ha, nên tốc độ có mấy mấy trăm thôi. À, cũng không nhanh lắm. À, mình dừng các bạn nha. Rồi sau khi chúng ta chụp gót xong thì chúng ta tắt Win Mini rồi chúng ta gắn cái móc qua cái MacBook chúng ta khởi động các bạn ha. Rồi cũng nên kiểm tra lại một xíu về cái tùy chọn bút của cái phần dùng mà nó đã bung gót ra các bạn nha. Rồi chúng ta tiếp tục chúng ta dùng bút A để chúng ta kiểm tra lại ha. Chúng ta dùng bút A để chúng ta kiểm lại coi coi nó chuẩn chưa. Để mất công là bút vô rồi chúng ta báo lỗi nữa. Chúng ta chọn ổ cứng các bạn nha. À, đây nó chọn cái này có thể nhầm các bạn ha. Đối với Win XP là chúng ta chọn Win NT5X các bạn ha. Nhưng mà tốt nhất là chọn đi, mất công lát mình đổi nữa. Nếu mà cái máy thường đổi ổ cứng nhanh á, đây nè, sai nữa nè các bạn nha. Đây cái này là để dành dòng này để dành bút Win Vista trở lên. Còn cái này mới đúng các bạn ha, cái này là bút Win XP và cái tùy chọn này sai nè các bạn nha. Do bữa nãy mình bung gót vô cái phần dùng này thì mình phải chọn đúng cái phần dùng này, mình nạp đúng cái phần dùng này mới được các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta nạp nè, à, nạp với cái file này nó sẽ load cái file này vô Win XP nè. Đấy, như vậy là đúng các bạn ha, hồi nãy mình không kiểm tra lại coi như là mất công cốc nữa các bạn nha. Rồi cái phần dùng active là active là sẽ dành cho Win các bạn nha. Còn cái phần dùng này lúc trước là chúng ta dành cho bút bút của Win Win 8, bây giờ mình sẽ active lại các bạn ha. Hầu như là chúng ta chỉnh lại hết luôn các bạn nha. Rồi chúng ta nên kiểm tra lại với bút ai cho chắc các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta mới thay ổ cứng của chúng ta khởi động lại. Rồi bây giờ chúng ta đổi ổ cứng qua là MacBook các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ ấn nguồn và khởi động các bạn nha. Đây, vô nào, WinXP các bạn nha. Chào mừng bạn đến với Windows XP. À, có thể là nó load mấy cái driver các bạn Wow, đây các bạn nha. Summer. Ủa sao cái này nó còn giao diện của à tự nó của nhìn cái menu quen quen nữa, nó của Win Win 7 rồi. Bây giờ nó sẽ load cái phần cái driver auto các bạn ha, cấu hình đa cấu hình, nó load cái driver đa cấu hình. Mình cũng chưa biết cái Win này mình chạy lần đầu tiên các bạn nha, mình cũng sẵn test thử cái Win SP này có nó ổn hay không. Cái này là bộ gót đa cấu hình các bạn ha. Này có cái
địa chỉ liên hệ kìa. Hãy hồi xưa là tên là Easy Driver các bạn ha, rồi sau này nó đặt tên là One Driver. Đấy, cái này nó có auto mặc định hoặc là chúng ta chọn các bạn ha, tùy cho mình ha. À, các bạn có thể chọn hoặc là để cho nó tự nó chạy. Cái USB thì nó cũng lẹ thôi, mình để cho nó chạy luôn các bạn nha. Thì chạy tới đây là đảm bảo là ok. Ok các bạn ha. Là coi như đây là ok rồi đó. Hiểu cũng như các bạn gót bình thường thôi ha. Các bạn thấy vất vả không? Cài cái MacBook mà nó hỗ trợ nó bút được USB rất là khỏe các bạn nha. Mà MacBook mà nó không hỗ trợ bút được USB là giống như mình em cực cỡ đó luôn á. Tháo ra. Nên các bạn cũng thông cảm cho người kỹ thuật viên ha, họ họ làm cái này cũng kỳ công lắm. Ở lúc họ họ ăn cái phí nó hơi cao hơn, các bạn cũng thông cảm. Đó mới có MacBook dòng mới các bạn ha, chúng ta bút UFI là chuẩn các bạn nha. Là chúng ta bút UFI. Mình có thử cái MacBook của em mình có chia sẻ video với các bạn rồi đó. Em mình nó mua ba mấy gần 40 triệu. Mình không có điều kiện. Cái này cái con chuột nó không ăn, để mình cắm chuột gắn vào thử lại coi. Nó đang load driver các bạn ha. Hiện tại thì hai ba chuột nó chưa nhận nữa các bạn nha. Chuột cảm ứng hay là chuột chuột cứng đó. Chuột USB nó cũng không không có nhận. Cái phần load driver mình sẽ dừng xíu rồi nha. Rồi, à, nó load xíu rồi, giờ nhận được chuột rồi các bạn nha. Rồi, nó load driver chắc sắp xong rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ dừng thêm xíu nè, đã đỡ mất thời gian các bạn nha. Rồi nó sắp vô đó các bạn. Rồi nó mắc cái bảng các bạn nha, chắc cũng sắp thành công rồi. Đấy. Nó còn lót vài cái nữa. Ở đây nó có thời gian chạy lên đây nè các bạn nha. Nãy giờ nó chạy 8 phút rồi các bạn ha. Về cái phần này nó chạy 8 phút rồi. Bạn nào mà chúng ta muốn tích hợp gót đa cấu hình thì nó cũng tương đối là dễ, không không quá khó các bạn ha. Còn nếu mà các bạn nào muốn nhanh gọn lẹ mà chúng ta không cần phải học mà tìm hiểu nhiều, thì chúng ta cứ cài một cái USB trên một cái máy, rồi chúng ta khi mà cài xong nó hỏi reta lại các bạn ha, thì các bạn đừng reta đó, các bạn thoát ra ngoài, các bạn bút vô Win Mini USB ở lộn, bút vô Win Mini cái nào cũng được, rồi các bạn chụp cái bản gót đó lại các bạn ha, chụp bản gót đó lại chúng ta lưu lại, thì lần sau chúng ta chỉ cần chúng ta bung cái bản gót đó ra thì chúng ta sẽ cài WinXP rất là chuẩn các bạn nha. Gót nó nếu mà chúng ta chụp ngay từ ban đầu đó, là nó rất là chuẩn, nó sẽ chạy ổn định trên được nhiều dòng máy các bạn ha. Này có mini bút nữa các bạn ha, cái đó mình đoán là bút vô cái file cài gót. Rồi, coi như là khởi động thành công các bạn nha. Thì nãy mình tùy chỉnh bút thì nó mới mới xác nhận được là nó mới khởi động được các bạn ha. Nếu chúng ta bung file gót rồi mà chúng ta không có dùng cái bút A chúng ta chỉnh lại á, thì nó không có ổn định. Có thể là nó lỗi này lỗi kia nó phát sinh. Đây là những cái chương trình mặc định là cái người tạo file gót họ cài sẵn rồi các bạn ha.
Bây giờ mình sẽ coi cái bản gót này nó chiếm bao nhiêu cái mê RAM ha. Rất là nhẹ các bạn nha. Chỉ có 200 tầm 200 mê RAM thôi. Nếu mình cài vài cái ứng dụng nữa thì chắc nó cũng tầm lên 250 là dữ lắm các bạn ha. Để mình coi cái này là cái gì. Mặc định chúng ta không biết thì chúng ta cứ nét cái này phần này các bạn nha. Cái phần driver thì chúng ta cứ nét ở phía nịt thôi. Nó có mấy cái chưa có driver các bạn nha, Apple và cái Bluetooth chưa có nè. Mình coi cái display, cái chip nè các bạn ha, driver ổ cứng nè, rồi, này cái video trước mình chia sẻ các bạn rồi ha, về cách chúng ta cài đặt một cái driver thì chúng ta copy thôi các bạn ha, copy rồi chúng ta vô cái driver identifier các bạn. Để chúng ta sợ chúng ta tải về chúng ta cài thôi. Ví dụ cái này nó chưa có thì chúng ta update thẳng trước. Chúng ta update chỗ này trước các bạn ha. Nếu mà có thì nó nhận luôn. Còn không có thì chúng ta buộc lòng chúng ta phải cách thứ hai là chúng ta khen như thế này. Hoặc là không được thì chúng ta dùng cái phương pháp cuối cùng là property các bạn ha. Vô cái detail này chúng ta chọn cái Java ID. Đấy, chúng ta chọn cái dòng dài nhất các bạn ha, dòng trên là dài nhất nè, chúng ta copy. Các bạn bấm Ctrl C nha, rồi chúng ta copy rồi chúng ta sẽ dán nó vô cái trình duyệt web. Thì cái này nó có cái wifi rồi các bạn ha, thì chúng ta kết nối thôi. Đây, mình kết nối thôi. Đối với Windows Bi nó bắt nhập 2 lần các bạn ha. 2 lần mật khẩu các bạn nha. Rồi, ok bạn ha, có ngôi sao vàng này là kết nối rồi các bạn ha. Rồi mình sẽ dán vô cái trình duyệt web các bạn nha. Đây, Google Chrome như này có sẵn đây, mình mở lên. Rồi mình bát nó ra, dán vào tìm kiếm đây. Đấy. Rồi, cái dòng đầu tiên là của cái driver identifier luôn các bạn ha. Các bạn muốn chắc ăn khỏi công lát chúng ta lui lại cái trang này á, thì chúng ta bấm đè Ctrl, chúng ta mở cái tab mới các bạn nha. Rồi chúng ta vào cái này chúng ta tìm cái này, cái dòng này trong web hiện không có, chúng ta vô cái dòng dưới thử các bạn nha. Hoặc là cái trình duyệt web này nó quá cũ rồi các bạn ha, thì chúng ta nâng cấp cài đặt cái trình duyệt web, hoặc là chúng ta vô cái phần đây các bạn nha. Rồi công cụ khác nè, kiểm tra thiết bị, không phải cái này chúng ta để mình coi các bạn ha. Rồi, tại cái phiên bản này cũ quá, nguyên này cổ quá nên mình đây, giới thiệu về Google Chrome này các bạn nha. Đây chúng ta vô đây chúng ta nâng cấp cái bản mới các bạn ha, kiểm tra cập nhật nè. Rồi nó sẽ kiểm tra cái phiên bản mới nhất rồi chúng ta cài, rồi chúng ta cài cái driver vô. Mình có cái bản driver chuẩn nhất các bạn nha, bây giờ mình sẽ dùng nó, mình dở ta. Đây mình sẽ dùng cái bản driver mà mạnh nhất hiện nay là 19 GB. Đây mình sẽ cắm cái box mình vào các bạn ha. Bản driver mới nhất mình mới tải cách đây cũng mấy hôm. Đây rồi, mình cắm cái box mình vào các bạn ha. Rồi mình refresh nè. Rồi, nhận không nè, nhận đi nè, rồi nhận rồi bạn ha. Rồi, cái này nó chạy Autoplay nên nếu chúng ta rõ chúng ta tắt cái tính năng Autoplay các bạn ha, nhỡ khi có virus đó, nó sẽ không có tự động nó chạy luôn các bạn nha. Nó có cái file Autorun đó, virus nó tạo ra cái file Autorun là nó sẽ chạy luôn cái con virus nó trong cái file Autorun, cái code nó dẫn tới cái file FE các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cài cái driver 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 bắt để mình coi các bạn nha. 10 đây, 18 gì mấy nó đây. Đấy, mình sẽ vô đây mình cài cái bộ driver này các bạn ha. Mình coi cái này không quen các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái file gốc của nó, mình sẽ chạy cái file nó. Cái bộ driver này là cái bộ driver nổi tiếng nhất, .NET XP.
Đây, mình vô cái đồ RAM nữa coi. Này là cái gì nữa ta? Cái file này tạo 10 tháng 2. 10 tháng 2. À, có cái file readme chúng ta nên đọc qua các bạn nha. Đây, pin nét đây. Là nó kêu mình phân bắt giải nén cái file 7 zip này ra các bạn ha. Đó, nó tương ứng với cái thư mục nè. Đấy, bin giải nén cái này ra chắc he. Rồi. Rồi, nó sẽ có thư mục bin, RAM, index, driver và catalog. Có cái file driver.bat này, chắc mình nghĩ là sẽ chạy cái file đó các bạn ha. À, mình dừng xíu rồi nha. À, trong lúc đợi quá trình nén thì mình sẽ zoom cái màn hình lớn lên đi các bạn ha. Rồi, mình sẽ zoom cái màn hình lớn hết mức nè, tại do nó nhận cái kẹp màn hình rồi các bạn. Rồi, kẹp màn hình nó nhận rồi, mình zoom như thế này cho nó chuẩn các bạn ha. Đấy. À, bây giờ nó giải nén xong rồi các bạn ha. Mình đọc thêm xíu nha. Rồi, mình nghĩ là sẽ chạy cái file này. File này là file SE các bạn nha. Đây. À, các bạn bữa nay mình nói cái auto run này các bạn nha. Đấy, nếu mà chúng ta để mở mặc định cái tính năng auto run của cái ổ đĩa mà khi chúng ta cắm ổ đĩa hay USB vô bạn, là nó sẽ tự động nó load cái file SE nè. Nếu mà con virus là SE là coi như là cái máy mình bị nhiễm virus các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái file file này, rồi mình cài driver. Đây là cái bộ driver mới nhất các bạn nha, bộ driver mới nhất 2019, tháng 10 2019. Rồi bây giờ mình sẽ cài thêm cái driver âm thanh. Driver âm thanh à, MacBook nó còn thiếu một cái driver âm thanh các bạn ha. Mình sẽ dùng cái thử cái bộ driver này coi cái MacBook nó quét chuẩn không các bạn nha. Rồi đây nó offline tiêu connect online xanh thì mình ok thôi. À, cái phần chat này nó hơi chậm, mình dừng xíu bạn ha. Rồi nó hiện ra một cái trang web khác nè các bạn. À, Intel nó dẫn tới cái trang này. Intel đây. Mình click vô cái chữ Intel on automatic này coi nha. Đấy. Rồi nó tiến hành nó chạy nó load cái gì đó các bạn nha. Đây, ở đây. Visible antivirus, không biết là nó có cài cái chương trình antivirus không ta. Antivirus nè, chương trình nó đang cài nên nó hơi chậm các bạn ha. Đây. Windows ghép tim ready to install. Ồ,
nó cài Omega nó kìa các bạn ơi. Omega à, nó báo cắm điện thôi ta. Thôi rồi, xếp. Rồi Bluetooth đang cài các bạn ha. À, Bluetooth nè, sau kè âm thanh nè. Đấy, có những cái driver mà nó đang thiếu các bạn ha. Bắt đầu nó sẽ cài. Đây có cái trình antivirus này không à, sao mình dừng nó ta. 360 độ total security các bạn ha. À, có khả năng mình nếu mà nó cho dừng thì mình dừng, còn nó không có cho cái dấu X này thì khả năng chắc là cho nó chạy nó cài đi rồi mình xóa sao. Mấy cái này nó có dấu X nó cho mình bỏ luôn các bạn, còn cái thằng nhiệt virus nó không có cho bỏ các bạn ha. Ở đây nó không có dấu X nè, à, chắc nó bắt buộc cài hay gì rồi, cài nó đi đó mình xử lý sau. Tại cái video trước đó mình nói các bạn đó là máy mình nó chậm đó, ha, là mình cắt bét rồi và cuối cùng là cái ổ cứng nó đã bét quá nặng các bạn nha. Mặc dù mình cắt rất là chuẩn, mình xài được thời gian đó mà rất là ngắn các bạn ha, mình xài không được 1 tháng đấy. Thì như mình nói với các bạn trong video rồi ha, chúng ta bét nặng quá thì chúng ta nên bỏ đi. Không mình chúng ta lưu lưu trữ dữ liệu chơi thôi, đừng có lưu mấy dữ liệu quan trọng. Chúng ta lưu là chúng ta ít sử dụng các bạn, lâu lâu cần chúng ta lấy ra thôi. Dạng như là chúng ta lưu chơi các bạn ha, chứ mà bét nặng ra đó là chúng ta mất dữ liệu rồi, rất là khó mà chúng ta lấy lại các bạn ha. Bét nặng quá chúng ta khó lấy dữ liệu lắm. À, tiến trình là 48% mà các bạn nha. À, để coi nó quét cái gì nữa ta, nó đang chạy các bạn ha. À, tạm thời mình để đây cho nó chạy các bạn nha, mình sẽ dừng đỡ mất thời gian các bạn ha. Nó hiển thị một cái bảng network gì các bạn nha. À, dừng là mấy phần trăm, nó hỏi mình có ấy hay không, có cài hay không. Thì ở cái chữ mà nó giống giống cái chữ Intel nữa mà cài đặt nè, nó nằm bên trái chúng ta lít đây ha, chúng ta cho nó cài. Ở video này là mình cài cái driver, mình cài USB, à, cài driver, à, cũng cũng là muốn hết giờ thời gian một video mà các bạn ha. Những cái nào nó không quan trọng mình dừng lại các bạn nha. Nó cài cái 360 độ như này các bạn nha. Đây nè, nó đang quét nè các bạn. 360 độ total security nè. À, mình thoát cái này đi các bạn ha. Để nó mất thời gian các bạn ha. Máy tính của bạn sẽ dễ bị tấn công, phải luôn được bảo vệ, mình thoát các bạn ha. Nó đỡ mất thời gian, nó công nó quét, nó kéo dài thời gian. NetRamble. Các bạn ha, cái bộ God đa cấu hình mà nó vẫn còn thiếu driver các bạn nha. Nó chỉ là phần nào thôi các bạn ha. Hoặc là ở một số dòng máy thì có thể nó sẽ đủ driver, và có những cái dòng máy đặc biệt như cái MacBook này thì nó chưa đủ driver các bạn nha. À, mình coi coi nó tự cài cái Omega luôn các bạn ha. À, Rebook nó khởi động, nó cài chắc thành công rồi các bạn ha, chắc nó cài xong hết driver rồi, nó báo là Rebook các bạn, khởi động máy lại nè. Rồi mình không có thấy cái phần nào trên đó. Ừ, chắc cái này nó cài xong nó sẽ khởi động luôn các bạn ha. Cái này nó còn, cái này là nó báo reboot rồi nè. À, mình sẽ dừng đỡ mất thời gian các bạn nha.
Rồi, ok, Nó đã bắt đầu khởi động máy rồi ha. Nó chạy xong mấy cái tiến trình cài đặt hết rồi. Để mình xem coi nó có tự khởi động không các bạn nha. Đây, cái device. Nó đã nhận đủ driver rồi các bạn ha. Không có dấu chấm than nào nữa các bạn nha. Cái nào nó cũng full đủ hết rồi. Full hết rồi các bạn nha, quá chuẩn luôn rồi. Rồi chúng ta chụp gót lại cái này để chúng ta lần sau chúng ta bung, chúng ta đỡ mất không phải cài mất thời gian hơn các bạn ha. Rồi, mình sẽ đợi nó khởi động lại các bạn nha. Ai, lần đầu sử dụng cái bộ này mà không biết sử dụng các bạn ha. Thôi mình tự reboot lại các bạn nha. Nó báo như vậy thì nãy giờ đợi cũng không thấy nó reboot lại, thôi mình reboot các bạn nha. Nghe cái tiếng rất là quen thuộc các bạn ha. Ai lao lao chấm fe. À, hình như là nãy nó chắc nó có chạy nền chưa xong hay sao bạn ơi. Nó báo lỗi cái file. Kệ không sao, miễn sao full driver là ok. Rồi. Bây giờ là ổn các bạn nha. Bây giờ mình coi thử cái task manager coi nó hết driver là chiếm bao nhiêu MB. Cũng ổn các bạn ha, 260 mấy MB RAM thôi. Khá là ổn. Rồi, ok. Chắc vào đây nhầm vào quảng cáo. Mình coi này cái gì đây. Nó quét nữa mà. Bảo vệ GP. Rồi mình chủ yếu mình kiếm cái gì các bạn biết không? Mình kiếm cái phần đây, control panel, cái phần Bluetooth các bạn nha. Audio và nó nằm đâu kìa. Mình coi cái nó có hỗ trợ Bluetooth không. Nó cài cái driver Bluetooth thành công rồi. Đây Bluetooth này các bạn ha. Và Bluetooth thì nó không tương thích với những thiết bị mới bây giờ rồi các bạn nha. Mình hẹn Bluetooth dịp sau đi. Rồi ok, chạy.